Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Motion ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ với anh em tình hình giá của Bitcoin và các cái đồng altcoin khác. Với chủ đề là Bitcoin điều chỉnh hơn 5.000 giá thì liệu altcoin sẽ ra sao ha? Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành ra 5 giây để like và subscribe kênh YouTube này nhé. Và anh em cũng hãy comment ở phía bên dưới video này các đồng altcoin mà anh em muốn mình phân tích ở các số video tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em nhé. Anh em cũng hãy lan tỏa cái video này đến những bạn mà anh em nghĩ là cần thiết cho họ để giúp cho mình ha. Và từ đó thì mình cũng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều video phân tích giúp cho anh em. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh em thấy là ở hiện tại thì giá của Bitcoin hiện tại nó đang ở dao động ở mức đó là 30.978 đô ha. Về 7 ngày ấy, thì nó giảm 17,1% này. À, nó tăng xin lỗi này, nó tăng 17,1% ha. Còn về vốn hóa thị trường thì nó mới giảm. Vốn hóa thị trường là nó giảm 4,7% hôm qua là hơn 900 tỷ đô và hiện tại là còn kỹ hơn là 855 tỷ đô thôi ha. Ok, và chứng tỏ là có lượng lượng dòng tiền đã rút ra khỏi bên ngoài thị trường ha. Và mình tin rằng là dòng tiền nó sẽ tiếp tục nó đổ vào lại thị trường trở lại đó ha. Ok, tiếp theo là 7 ngày vừa qua thì altcoin top thì sẽ có Ethereum và Polkadot là tăng mạnh nhất ha. Còn cái đồng mà mình call cho anh em, mình share cho anh em nó là ADA thì cũng đã bay rất là mạnh rồi, từ 0,17 mà nó bay đến là tặng là 0,214 thì nó bay là 38,3% ha. Vì cái đồng coin này là mình thấy là mình rất là ưng ý và cái dự án của họ rất là tốt, cho nên là mình đã share cho anh em đó. Và các cái entry thì mình cũng đã share cho anh em rồi. Ok, về tổng quan thị trường, và đó là cái tổng quan thị trường. Còn về biểu đồ Bitcoin thì anh em thấy là trên không ngày thì biểu đồ Bitcoin hiện tại hôm nay nó đã, chúng ta chứng kiến ha, chúng ta chứng kiến về cái lượt đó là Bitcoin nó giảm 5.000 giá, hơn 5.000 giá ha, chính xác là 5.786 giá này, từ mức giá là 34.000 nó về mức giá chỉ có là 29.000 mấy thôi ha. Và nó giảm là 17,11%. À, nó giảm một ngày thôi mà nó giảm 17,11%. Và hiện tại thì nó đang thực hiện là cái pha rút chân lên rồi, xuất hiện bóng đến dưới khá là dài rồi ha. Chứng tỏ là khi mà giá nó giảm thì có rất nhiều anh em là sợ rằng là giá của Bitcoin nó sẽ có thể là sập như là 2017 ha, từ 20.000 đô mà nó sập về 5.000 đô. Nhưng mà anh em nghĩ rằng á, anh em hãy quan sát vào thời gian gần đây thì các cá mập cũng như là các tỷ phú này, các quỹ lớn và các người nổi tiếng thì họ liên tục họ chờ mua Bitcoin khi mà giá Bitcoin nó giảm ha. Anh em thấy hiện tại là giá Bitcoin nó giảm xuống 29.000 và có một lực mua khiến cho giá Bitcoin nó thực thành hình thành những cái râu nấy phía dưới này ha. Và hiện tại thì nó chưa đóng nấy cho nên chúng ta chưa có vội kết luận ha anh em. Và khi mà anh em thấy là giá Bitcoin mà nó tăng mạnh như vậy á, nó tăng này, nó tăng từ không ngày, nó tăng theo hình parabol ha, thì cái volume giao dịch, khối lượng giao dịch mua bán nó trở nên nó tăng rất là nhiều, chứng tỏ là khi mà giá tăng á thì có rất nhiều nhà đầu tư thích giao dịch và thích mua vào hoặc là bán ra khi mà giá nó tăng ha. Bởi vì đó là tâm lý của nhà đầu tư mà, khi mà giá nó giảm thì chứ nó giá nó thấp á thì không ai muốn giao dịch cả, khi mà giá nó cao và tạo nên bong bóng á thì có rất là nhiều nhà đầu tư muốn giao dịch ở đó ha. Nên cho nên là tạo nên cái bóng nến cũng như là cái volume giao dịch nó cao như vậy ha. Còn về về việc phân tích kỹ thuật thì anh em thấy là chúng ta vẫn gặp cái tình trạng đó là phân kỳ đỉnh là phân kỳ giảm ở trên cùng ngày ha. Anh em thấy nè, cái đỉnh của RSI thì nó thấp hơn, đỉnh sau nó thấp hơn, nhưng mà đỉnh của giá thì anh em thấy rõ ràng là nó đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước ha, chứng tỏ nó thành thành những cái phân kỳ đỉnh là phân kỳ giảm RSI của Bitcoin trên cùng ngày. Và sau và mình nghĩ là nếu mà nó giảm mạnh như vậy thì nếu mà nó chạy cái phân kỳ đỉnh này thì có thể là Bitcoin nó sẽ sập rất là mạnh ha, có thể là nó sập tầm là 5.000 cho đến 10.000 giá luôn. Hôm nay thì nó sập 5.000 giá rồi, có thể là nếu mà nó có tình trạng xấu hoặc là cái tin tức xấu cho Bitcoin thì chúng ta sẽ thấy là Bitcoin nó điều chỉnh tặng là 10.000 đô ha, có thể là hơn ha. Và cái việc mà Bitcoin nó điều chỉnh vậy
Như vậy mình nghĩ là theo thuyết âm mưu á, thì nó chỉ fill cái gap, anh em thấy là cái gap CME ở trên sàn Chicago á, thì nó fill rồi ha, để gọi là fill gap dưới khi mà giá nó điều chỉnh về nó fill cái gap này. Cái gap này ở 29.190 đô này. Anh em thấy là khi mà nó fill gap ở đây, chúng ta có thể đặt một cái lệnh là chúng ta mua ở 29.190 đô, thì hiện tại chúng ta là lãi là 2.000 đô rồi ha. Hiện tại 2.000 giá đối với cái Bitcoin rồi. Anh em thấy là hiện tại nó là 31.315 đô rồi ha. Ok, và chúng ta sẽ còn ba cái gap nữa, đó là cái gap ở 23.900 nè, ở 18.001 và 17.000 ha. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều cái gap đối với cái đồng Bitcoin này ở trên sàn Chicago. Nhưng mà chúng ta không có sure là 100% nó cần phải là fill gap ha nè. Có thể là nó sẽ pump luôn hoặc là nó sideways nó đi ngang cho on coin nó pump, chứ nó không có 100% là nó fill cái gap ha. Ok, về Bitcoin trên 24 giờ. Trên 24 giờ thì em thấy là cái việc mà Bitcoin nó điều chỉnh vậy, nó đúng với lại cái lý thuyết mà mình đã có đề cập ở cho anh em ở các video trước, đó là cái vùng mua ha. Đây anh em thấy cái vùng mua của chúng ta này, đây là một cái vùng mình trước đó nó đi ngang, nó tạo một cái vùng build up ở đây, một cái vùng đi ngang sideways ở đây ha. Và khi mà giá của Bitcoin nó về, nó đâm về, nó giảm về, thì đây là cái vùng để ứ giá rất là tốt cho Bitcoin ha. Anh thấy là khi mà nó giá nó giảm về đây, nó thực hiện rút chân lên, chứng tỏ là có một lực mua ở dưới vùng này rất là nhiều ha, ở vùng 29.000 đô này nè. Cho nên là nếu mà anh em mua được ở vùng 29.000 đô thì nó hiện tại đang rất là tốt rồi, lãi 2.000 đô một Bitcoin rồi ha. Và trên 24 giờ thì Bitcoin nó đang ở trong một cái kênh giá tăng này, khi mà giá nó break lên, nó chạy sóng 3 rồi, và sóng 3 nó có thể là nó chạy đến 35.000 rưỡi ha, nhưng mà hiện tại nó đã đâm về, nó retest lại cái cạnh dưới của cái kênh giá tăng này. Cho nên khả năng sắp tới mình nghĩ là có thể là nó sẽ tăng hoặc là nó sẽ đi ngang ngay tại cái vùng vùng 29.000 đô này ha. Nếu mà nó đi ngang thì sẽ rất là tốt cho anh em, kèm với việc là Dominant nó giảm thì và giá Bitcoin nó đi ngang thì altcoin nó sẽ pump ha. Bởi vì là dòng tiền từ Bitcoin nó sẽ đổ sang Dom giảm, Dominant giảm thì dòng tiền sẽ giảm, thị phần của Bitcoin nó sẽ giảm, và dòng tiền từ Bitcoin nó sẽ chuyển sang altcoin ha. Có thể là hiện tại mình nghĩ là sau một cái đà đâm mạnh mạnh như vậy thì sẽ có một cái lượt được gọi là cái lượt build up, cũng như là cái lượt tích lũy hấp thụ lại cái đà giảm trước đó. Cho nên khả năng mà Bitcoin nó đi ngang trong thời gian này sẽ mình sẽ hướng nó cao hơn. Ok, về RSI thì em thấy là nó break cái cạnh dưới rồi ha, break cạnh dưới của cái màu hình nem rồi. Sau khi mà nó break lên thì nó cứ pump một phát từ 29.000 lên 34.000, và khi mà nó break xuống này, anh em thấy là có thể là nó sẽ làm một cây về 29.000 đô nữa ha. Thì đó là cái quan điểm của mình thôi, chứ nó không có chắc chắn, là không có bảo anh em là xua xua cho anh em là short từ đây về ha. Chúng ta chỉ thuận xe xu hướng, đó là chúng ta chờ mua ở các vùng tốt như là 29.000 đô này hoặc là 26.200 đô ha. Ok, về Bitcoin Dominant, đây cái Bitcoin Dominant thì mình thấy là nó rất nó mình coi là mình dự định rất là đúng khi mà giá nó cái Dominant á, nó chạm đúng cái vùng kháng cự ở trên khung tháng, khung là rất là to và cái vùng kháng cự rất là to, rất là cứng. Cho nên là chúng ta thấy là nó đang phản ứng lại rồi ha, vùng 72 cho đến 73% của thị phần Bitcoin á, thì khi mà nó giá cái Dominant nó tăng lên thì nó phản ứng ngay, nó không thị trường nó không có cho Dominant của Bitcoin nó tăng nữa, cho nên hình thành nên cây nến giảm hiện tại ha, nó chưa đóng nến cho nên chưa kết luận. Và trên không tuần thì nó đóng nến rồi, đó là một cây nến biên ba giảm ha anh em, chứng tỏ là Dominant trong tuần vừa rồi không thể tăng, nó thị trường không cho Dominant nó tăng lên vùng 73% đóng nến phía trên này, cho nên nó hình thành cái biên ba giảm này. Sau biên ba giảm này mình nghĩ là Dominant nó sẽ giảm xuống ha, nó giảm xuống, có thể là nó giảm về đây về 62%. Khi mà Dominant nó giảm xuống mà vượt vượt cả break khỏi cái vùng 62% nữa thì chúng ta sẽ thấy altcoin nó pump rất là mạnh ha. Còn từ cái vùng mà 69 hiện tại 69,31 và về 62% thì chúng ta cũng sẽ thấy altcoin nó pump ha. Ok, và các altcoin mà pump thì chúng ta thấy là có Ethereum thì pump mạnh nhất nhì ha. Cho nên thấy là Ethereum sau khi mà nó break cái kênh giá tăng của ở sóng 1, sóng 2 thì chúng ta thấy là sóng 3 nó đã chạy rồi, nhưng mà nó đã chạy vượt luôn sóng 3 luôn, nó chạy đến 1.618 ở mức 938 đô, và Ethereum thì nó vượt luôn ha anh em. Ethereum hôm qua thì nó chạy đến tận là 1.100
80 mấy đô lận. Anh em thấy là hiện tại thì Ethereum đang được mà bơm rất là mạnh, và trên công tuần thì nó đã cũng phá vỡ luôn, phá vỡ luôn vùng 810 đô ha. Hiện tại chúng ta sẽ chờ nó pull back về cái vùng, điều chỉnh về vùng 810 đô hình thành sấp thì chúng ta sẽ mua tiếp ha. Đó là trên khung ngày cũng như là khung tuần. Còn chúng ta sẽ gồng tiếp đến cái vùng 2.618, 261.8% con sóng Elliott, đó là vùng 1.326 đô ha. Ok, và đó là cái view cho cái đồng Ethereum. Và tiếp tục là mình sẽ cập nhật với các đồng altcoin mà mình đã có share cho anh em. Đó là cái vùng đồng đầu tiên, đó là Atom. Thì đồng Atom này em thấy là hôm nay mặc dù là Bitcoin nó điều chỉnh 5.000 giá, nhưng mà Atom nó vẫn rất là mạnh. Nó cái lực lực cầu của nó, lực mua của nó rất là mạnh ha. Khi mà nó không có đâm giá, nó đỡ giá của Atom được, và nó không có làm giảm giá của Atom mạnh, thì anh em thấy là mẫu hình ba đáy của Atom trên khung ngày thì nó đang được, hiện tại nó đang phản ứng này. Đây là một lần thứ hai khi mà nó pump lên và nó chạm cái đường neckline 6.4 đô này thì nó đâm xuống ha. Có thể là khi mà giá nó pump thêm một nhịp nữa thì nó sẽ phá luôn. Nó xác nhận cái mẫu hình này nó được confirm ha. Và vùng mua hiện tại chúng ta là vùng 4.8 và vùng 5.2 này. Và anh em mà mua được vùng 4.2 rồi, chúng ta sẽ ra lãi hôm qua là 53% rồi ha. Đó là đối với cái đồng Atom. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ chờ mua tiếp khi mà giá nó về 4.8 và 5.2 ha. Ok. Tiếp theo là cái đồng ADA. ADA thì cái kèo mà chúng ta mua margin, chúng ta dùng đồng 7, chúng ta đã lãi rất là nhiều rồi. Và kèo này mình đã cho anh em trong channel Telegram á, chúng ta đã chốt hết rồi ha. Chúng ta lãi cái kèo này là tầm hơn 200% lận. Và cái kèo á, thì mình các cái kèo mua margin cũng như là mua hold spot ha, thì mình sẽ cập nhật trước cho các anh em ở trong Telegram của team mình. Thì nếu anh em muốn tham gia vào Telegram của team mình á, thì anh em hãy ấn một cái đường link mình để ở dưới phần mỗi ở mỗi video ha. Mình sẽ để hai cái đường link cho anh em tham gia, và nếu anh em muốn tham gia thì anh em ấn một cái đường link Telegram group này, anh em ấn ha, thì nó sẽ đưa anh em vào cái Telegram của team mình. Anh em sẽ cần tải Telegram về và lập tài khoản thì nó sẽ đưa anh em vào ha. Thì trên đây là group công khai, và trên đây là group công khai và cũng là group để anh em chia sẻ kinh nghiệm trade margin cũng như là hold hold các coin đồng coin ha. Cho nên là anh em nhớ tham gia với team mình nhé. Ok. Và tiếp theo là cái và chúng ta sẽ chờ mua tiếp cái đồng ADA này ha. Khi mà nó retest lại cái đường neckline màu trắng này ở cái vùng giá là 0.16 16 mấy đô đó, và các kèo mua tiếp theo á, mình sẽ tiếp tục call cho anh em ở trong channel Telegram của team mình. Và nếu anh em tham gia vào trên channel Telegram của team mình á, sẽ được một cái đặc quyền, đó là chúng ta sẽ biết trước được cái kèo và có điểm entry tốt hơn so với các anh em mà xem theo dõi video ha. Ok. Tiếp theo là cái đồng DHT. DHT này là cái đồng ở trên sàn Huobi anh em, và mình đã có share này cho anh em á, ở trong Telegram, đó là chúng ta mua ở vùng 0.92 đô. Hiện tại chúng ta đã lãi là 20% đối với cái đồng Bitcoin này. Hiện tại giá nó là 1.04 đô anh em. Hôm qua nó tăng là 1.12 đô lận. Và nó khi mà nó break khỏi cái kênh giá giảm này, chúng ta chờ mua ở vùng 0.92 đô rồi. Cho nên chúng ta đang gồng lãi cái kèo này ha. Cái đồng coin này. Và cái đồng DHT này anh em thấy là cái market cap của nó khá là nhỏ, cho nên là khả năng pump của nó rất là cao ha. Tiếp theo là cái đồng Linh. Linh thì hiện tại chúng ta vẫn đang lãi thôi. Khi mà chúng ta mua ở cái vùng 10 đô và 11 đô 8 ha. Hiện tại là hôm qua nó pump đến tặng là hơn 15 đô lận. Hiện tại là nó được giao dịch ở 13.35 đô. Và nếu anh em hôm qua chúng ta chốt rồi, chúng ta lãi 52% ha. Cái đồng Linh này chúng ta lãi 50% rồi ha. Hơn 50% lận. Hiện tại chúng ta chờ mua tiếp khi mà nó chạm 11.8 đô và 10 đô ha. Còn mà nếu mà anh em gồng á, chúng ta gồng lên tặng là 19 đô nha anh em. Đó là cái vùng kháng cự trên khung tuần. Và tiếp theo là cái đồng ETC, là cái đồng Ethereum Classic. Hôm qua cái đồng này chúng ta cũng đã lãi 35% ha. Khi chúng ta mua ở vùng 5.6 đô này nè. Thì cái đồng này chúng ta vẫn chờ tiếp tục mua ở các vùng mua tốt thôi. Đó là vùng 5.6 và 4.8. OMG thì chúng ta lãi là 31% khi mà chúng ta mua ở vùng 2.5, và hôm qua nó đang đến tặng là 3.2 đô ha. Hiện tại thì vẫn đang nằm ở trong vùng mua ở trên công tuần, đó là vùng 2.97 đô, cho nên chúng ta vẫn có thể mua cái đồng OMG này được.
và anh em nhớ lựa cái entry nào tốt, chúng ta mua để tối ưu cái lợi nhuận ha. Cái đồng tiếp theo mà mình muốn share cho anh em đó là cái đồng FLM. Cái đồng FLM này thì cái chart của nó rất là đẹp. Khi mà nó vừa phá vỡ cái đường trendline giảm này thì nó quay về retest một nhịp hình thành cái binh ba và nó pump. Hiện tại thì chúng ta mua ở được ở cái mốc giá đó là 0,12 đô, 0,126 đô này nè. Chúng ta sẽ mua ở đây. Và nếu anh em thấy nó giá nó về chúng ta mua ở đây ha. Chứ anh em tránh cái bị mắc bẫy là khi mà giá nó giảm anh em sợ nó giảm tiếp, cho nên chúng ta không nên mua, không có mua ha. Thì chúng ta sẽ bị mắc cái bẫy đó. Còn nếu mà nó giá nó tăng anh em sợ nó tăng mãi và chúng ta không kiếm được lợi nhuận, cho nên chúng ta lao vào mua thì chúng ta sẽ bị đu đỉnh ha anh em. Ở cái đồng FLM thì không không tuần không ngày này, không ngày nên thấy là nó retest lại cái đỉnh trước của nó, cái vùng, xin lỗi này, cái vùng hỗ trợ trước của nó là cái vùng đáy trước và nó đang tích lũy ở đây. Đây là một vùng mua rất là tốt, mình nghĩ là nó rất là tốt cho anh em. Cho nên anh em nhớ mua ở đây thôi nha. Nếu anh em có mua thì mình mua ở vùng mua này. Tiếp theo là cái đồng VET. VET thì đồng coin này nó pump. Đồng VET này thì nó pump rất là mạnh rồi ha. Khi mà nó anh em thấy là nó phá vỡ khỏi cái vùng kháng cự không tuần là vùng 0,022 đô. Nó đã break lên rồi và hiện tại đang là một nhịp retest lại cái đường cái vùng này ha. Và đường này thì đây là một cái vùng mua nhưng mà nó rất là sát với cái vùng kháng cự đi không tuần là vùng 0,027 đô, cho nên em cân nhắc để mua cái đồng này ha. Mình đã chốt lời khi mà cái đồng này nó pump lên nó tặng cái vùng kháng cự rồi, chúng ta lại mình lãi là 138% rồi ha. Mình mua ở vùng là 0,011 đô này. Hiện tại thì cái vùng này chúng ta mình là theo mình là mình không mua, ở vậy là nó sát cái vùng kháng cự cho nên là mình không mua cái đồng VET ha. Ok, và trên đây là cái video cập nhật thị trường của mình ngày hôm nay ngày 4 tháng 1. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy like và comment phía bên dưới video này á, các cái đồng minh coin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các số video tiếp theo.